Ford Raptor thì lắp được những món đồ gì hả các anh em? Đầu tiên phải kể đến đó là phim cách nhiệt. Khách hàng lựa chọn phim cách nhiệt 3M Crystal, bản cao cấp nhất các bác nhá. Tiếp tục là một bộ thảm sàn full 360 ốp theo xe rất là xịn sò, kết hợp với lại một bộ thảm đúc Kata rất là đẹp. Ngồi xe đứng như thế này khó chịu bỏ mẹ ra các bác ạ. Lắp ngay một bộ ngả ghế cho nó thoải mái cái lưng như thế này. Làm thêm một bộ camera hành trình Việt Map M1 có cảnh báo tốc độ, cảnh báo khu vực đông dân cư, cảnh báo camera phạt nguội, thông báo quãng đường giới hạn phía trước, quay phía trước, quay phía sau, kết nối điện thoại. Và đừng quên lắp thêm thiết bị Android Box các bác nhá. Đây là Android Box D15 đến từ nhà HTD, cấu hình RAM 8GB, cấu hình zoom 256GB. Đây là giao diện màn hình chính của D15 Rocket các bác nhá. Rất là đẹp, rất là xịn và rất là mượt. Tích hợp sẵn tính năng bản đồ Việt Map Live, dẫn đường, ra lệnh giọng nói, YouTube bản quyền. Lắp thêm một bộ vai thể thao rất là đẹp, chắc chắn đem lại thẩm mỹ cho xe, thay đổi hoàn toàn kiểu dáng của xe. Ngoài ra trang bị một bộ lắp thùng cuộn điện tự động, ta chỉ cần bấm khóa là ngay lập tức lắp nó sẽ được cuộn lại, phòng ngừa nước mưa hoặc là bụi bẩn bên trong này. Bấm mở ngay lập tức thùng sẽ được mở ra. Và đó là tất cả những món đồ có thể đội trên chiếc xe Raptor này các bác nhá.